Chào các em trong bài học ngày hôm nay sẽ giới thiệu các em sử dụng là uh, socket để viết chương trình chat đơn giản. Thì ở đây chat chúng ta sử dụng giao thức là TCP để truyền dữ liệu qua mạng. Để cụ thể hơn cách sử dụng như thế nào để cùng anh đi vào trong ví dụ. Thì uh, trong project Java Network của anh trong package com trong chung Java ở đây, anh sẽ tạo một class mới. Anh đặt tên là chat server. Anh tạo hàm main mặc định trong uh, class này. Bên trong hàm main này anh tạo một đối tượng là server socket để tạo một cái server. Ở đây sẽ bằng new Server Socket, anh mở cổng là 3333 Ở đây anh cũng throw exception trên hàm main này Thì tiếp theo anh sẽ tạo một đối tượng là Socket Socket Ở đây các em chọn Java.net đúng không Sẽ bằng uh, server Socket Chấm accept tức là chúng ta đợi client kết nối đến server Tiếp theo anh tạo một đối tượng là data input stream để đọc dữ liệu truyền uh, từ client lên Bằng new data input stream ở đây anh sẽ đọc dữ liệu từ socket get input stream. Tiếp tục anh sẽ tạo một đối tượng là data output stream để đẩy dữ liệu từ server về client bằng new data output stream ở đây. Chấm get output stream đúng không? Thì ở đây anh có hai đối tượng là data input stream và data output stream để đẩy dữ liệu từ server về client và client đọc dữ liệu từ client gửi lên server. Tiếp theo anh sẽ tạo một đối tượng là scanner ở đây để nhận giá trị nhập vào từ bàn phím bằng new scanner system chấm in đúng không sau đó anh sẽ sử dụng vòng lập while true để uh, lập cái giá trị đến khi nào mà client gửi lên uh, câu lệnh là kết thúc thì ở đây anh sẽ dùng while true và trong vòng lập này anh sẽ tạo một cái string là SQ str bằng uh, data input stream chấm read utf ở đây anh sẽ comment là đọc dữ liệu từ client truyền lên thì à, sau khi anh có một cái string này rồi thì anh sẽ check điều kiện ở đây if str chấm y của với lại q thì anh sẽ thoát phòng lập này tức là kết thúc chương trình và bên ngoài này anh sẽ đóng lại các kết nối data push stream ở đây chấm close data input stream chấm close socket chấm close và server socket chấm close đúng không đóng để đóng các kết nối từ uh, server socket thì bên trong vòng lập Y này, ở đây anh đọc giá trị string lên. Thì nếu mà string này khác bằng quy thì anh sẽ in ra màn hình là client say. Ở đây anh sẽ đẩy vào là str. Đúng không? Và sau đó anh sẽ chuyển dữ liệu từ server về. Anh sẽ tạo một cái string là str2 ở đây bằng scanner. chấm next line. Và anh sẽ dùng cái data push stream này để dữ liệu về client. UTF anh sẽ truyền vào string 2 ở đây và sau khi truyền xong này anh sẽ gọi hàm plus để dữ liệu như vậy các em thấy là ở đây anh đã có một chương trình là server socket đọc dữ liệu từ client truyền lên và truyền dữ liệu từ server về client thì ở đây anh sẽ tạo một cái class thứ hai là class chat client chat client và anh cũng tạo hàm main mặc định trong class này bên trong class này bên trong hàm main anh sẽ tạo một đối tư tượng là socket ở đây Socket bằng new socket Host ở đây sẽ là localhost Bởi vì chạy trong máy Và cổng ở đây sẽ là 3333 4 3 đúng không Ở đây anh cũng phải throw exception Thì à, tiếp theo Anh sẽ tạo một cái đối tượng là data Input stream Bằng new data input stream đúng không sẽ là Socket get input stream Để đọc giá trị từ server truyền về Và data output stream ở đây bằng new data output stream socket get output stream và đây anh cũng sử dụng một lọc while true cho đến khi nào mà điều kiện kết thúc ở đây anh sẽ lấy giá trị nhập vào là string str đúng không và scanner chấm next thì anh sẽ tạo một đối tượng scanner trên này scanner bằng new scanner system chấm in trong này anh sẽ dùng được là scanner next đúng không để đọc giá trị nhập vào từ bàn phím và đây anh sẽ dùng là data output stream chấm roi để truyền dữ liệu lên server str và sau đó if str chấm của với quy đúng không thì chúng ta thoát chương trình này break right. thoát vòng lập và bên ngoài vòng lập này anh cũng đóng các kết nối lại data output stream close data input stream này close đúng không socket close thì ở đây anh sẽ comment vào đây là chuyển dữ liệu lên server và bây giờ anh sẽ đọc dữ liệu từ server chuyển về đọc dữ liệu về từ server thì anh ở đây anh sẽ khai bấm string là str2 bằng scan bằng data các em dùng data input stream read và ở đây anh từ mouse ra giá trị là server Say ở đây anh sẽ in ra màn hình là Trinh 2 đúng không ở đây thì anh sẽ phải thêm một cái hàm nữa là plus để đẩy giá trị dữ liệu lên server thì như vậy em thấy là ở client sẽ kết nối server và sau đó thì chuyển dữ liệu từ client lên và sau đó thì chúng ta sẽ đợi server trả về dữ liệu ở đây thì anh sẽ chạy lại chương trình để em thấy anh sẽ chạy server trước và sau đó anh chạy chương trình client thì ở đây các em chú ý cho anh có hai màn hình cần là client và server. Thì đầu tiên client phải gửi dữ liệu lên server trước. Ở đây là xin chào, anh có enter. Thì bên màn hình cần của server ở đây, nó in ra cho anh là client say là xin chào. Client say xin chào ở đây bởi vì server sẽ đọc dữ liệu từ client. Và sau đó sẽ server sẽ đợi nhập vào dữ liệu được bàn phím. Ở đây nhập vào là trung tâm Java trên cái màn hình cần của server, anh có enter thì lúc này server sẽ đẩy dữ liệu từ server về client thì ở đây các em thấy là client sẽ in ra cho anh là server say trung tâm java đúng không? Ở đây là màn hình console của client. Thì tương tự, tiếp theo đó thì vòng lọc while true này tiếp tục và anh sẽ nhập vào giá trị ở đây là kinh nghiệm. Anh có enter thì lên server sẽ nhận giá trị và in ra màn hình là client say là kinh nghiệm đúng không? Tiếp tục server sẽ đợi nhập giá trị màn hiếm công việc anh có enter thì lúc này trên client sẽ in ra là server say là công việc đúng không? thì như vậy các em thấy là ở đây dữ liệu được chuyển theo hai chiều từ server về client và client lên server. thì ở đây trên client này sẽ gõ là q anh gọi enter thì lúc này thì client sẽ kết thúc chương trình và trên server cũng uh, chương trình cũng kết thúc và đóng các kết nối lại. ở đây chúng ta dùng là break và đóng các kết nối lại thì trong bài học ngày hôm nay các em đã biết cách là sử dụng à uh, server socket, sử dụng socket trong Java để viết chương trình chat, truyền tải dữ liệu theo hai chiều khác nhau từ server về client và client về server. Và trong bài học này chúng ta sử dụng một ví dụ đơn giản, đấy là chat rất đơn giản thôi là client gửi dữ liệu về server và server trả về dữ liệu cho client. Thì trong bài học tiếp theo thì anh sẽ cùng các em đi uh, nghiên cứu về giao thức là UDP. Hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo.